Chiều ngày 9 tháng 9 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng, hay còn gọi là bé Hai, sinh năm 1971, cư trú ở ấp Trung Ba, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Nguyễn Văn Dũng là thủ phạm đã dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại khu vực tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc vào rạng sáng ngày 5 tháng 9. Trước đó khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021, trong lúc bà Võ Thị Nga sinh năm 1972, cư trú tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc cùng con gái là Bùi Thị Diễm Mừng sinh năm 1997 và cháu ngoại là Cao Quốc Trí sinh năm 2016, con của Mừng đang ngủ thì phát hiện nhà của mình bị bốc cháy phía trước. Mừng chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa. Hoảng sợ, bà Nga nhảy từ tầng 1 phía sau nhà xuống đất bị thương, còn Mừng và bé Trí kẹt lại ở trong nhà. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa, dùng búa phá cửa, đồng thời sử dụng thang đưa hai mẹ con Mừng ra ngoài an toàn. Qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng khai nhận Dũng và bà Nga sinh sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh sống nên Dũng đã mua xăng đốt nhà của bà Nga. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.